Chào các bạn, mình là Vũ Thị Kim Tuyến, mình đến từ Long Thành, Đồng Nai. Hôm nay thì mình mới được nhận visa du học Mỹ. Cảm giác của mình bây giờ thì rất là vui và hạnh phúc. Bây giờ mình có một vài lời khuyên cho các bạn là khi các bạn vô phỏng vấn thì các bạn nên tự tin, năng động và thể hiện bản thân của mình nhiều hơn. Và khi mà mình trả lời một cái gì đó thì mình phải quyết định là cái đó là đúng rồi, mình không bao giờ mình lấy một cái câu trả lời nào khác nữa, để cho người ta chắc chắn rằng là mình đi du học chứ mình không phải là mình không có thật á. Hồ sơ thì mình biết qua Tân Đại Dương là do mình coi trên YouTube và mình thấy là cái cách dạy của trung tâm, cái cách chuẩn bị hồ sơ của trung tâm rất là kỹ lưỡng, nên mà vậy mình đã quyết định chọn trung tâm Tân Đại Dương. Thì mình tìm đến chị An và chị An coi hồ sơ của mình, coi có những cái thiếu sót gì hoặc là cái gì còn thiếu, cái gì được rồi, cái gì những cái ưu điểm, nhược điểm của mình, thì chị An sẽ nói cho mình hiểu để mình khi mà mình đi phỏng vấn thì mình sẽ cái gì mình ưu điểm thì mình sẽ phô ra cho người ta coi, còn cái nhược điểm thì mình nên giữ lại. Trong quá trình thì mình làm hồ sơ của trung tâm thì mình có học một lớp, đó là học lớp phỏng vấn của anh Khôi. Thì trong cái quá trình mình phỏng vấn thì đã có những cái câu mà anh Khôi đã dạy cho mình là trả lời như vậy đó, phù hợp với cái hồ sơ của mình hơn. Và học xong cái lớp của anh Khôi thì mình sẽ học qua lớp của anh Bảo Anh. Thì anh Bảo, bữa cuối đó anh Bảo Anh sẽ gom lại hết tất cả những cái câu hỏi mà chỉ chọn ra những câu hỏi nào mình cần nên học nhất. Thì anh Bảo Anh tạo cho mình một cái động lực với là một cái sự giống như là tự tin hơn khi mà mình đi phỏng vấn. Sau khi mà học anh với anh Bảo Anh xong á, thì mình rút ra được những kinh nghiệm là mình nên năng động hơn, mình nên tự tin hơn và mà đừng có giống như mình đừng có run, tại vì cái hồ sơ của mình là thật 100%, nên mình cứ cố gắng lên, đừng có run, mà người ta cũng chẳng làm gì mình đâu mà mình run. Mình cứ tự tin hơn, người ta cũng giống mình thôi, mình cứ thể hiện là tôi thật sự là tôi muốn đi du học là người ta cũng sẽ tin thôi. Lý do mình chọn Mỹ du học là bởi vì là mình rất là thích ngành marketing, bởi vậy mình muốn chọn Mỹ là cái điểm là mình học marketing, tại vì marketing của Mỹ là hàng đầu của tất cả, là hàng đầu luôn. Thứ nhất, thứ hai nữa là với bằng cấp của Mỹ á, thì mình sẽ nhận được một công việc, sẽ nhận được một công việc tốt ở Việt Nam hoặc là bất cứ ở đâu, bất cứ nước nào trên thế giới. Qua đó thì mình sẽ học trường Temple. Trường Temple thì nó rất là lớn và nó cái chất lượng của nó rất là tốt. Và marketing là một trong 400 chương trình đó mà rất là tốt của trường, nên mà vậy mình chọn trường Temple. Bây giờ mình có visa rồi thì mình có lời khuyên cho các bạn là khi các bạn đi phỏng vấn, các bạn phải tự tin lên và các bạn hãy giống như mình năng động lên, đừng có giống như là đừng có run sợ, vì người ta cũng giống mình thôi, mình cố gắng lên. Mình chúc các bạn thành công trong việc lấy visa của Mỹ.